gió của Hoài Lâm và cháu nội Bảo Quốc. Để có được cuộc sống bình yên như hiện tại, Hoài Lâm và vợ từng phải trải qua không ít sóng gió với mối tình kéo dài gần 10 năm. Trên trang cá nhân của mình mới đây, Bảo Ngọc, bà xã Hoài Lâm đăng tải tấm ảnh đời thường giữa mình và nam ca sĩ, kỷ niệm chặng đường 8 năm yêu nhau. Hoài Lâm và vợ quen nhau từ tháng 8 năm 2011, từ khi chỉ mới 15 tuổi, đến tháng 11 năm 2016, cả hai mới quyết định công khai sau 5 năm hẹn hò. Chuyện tình cảm của cặp đôi bị gia đình Bảo Ngọc ngăn cấm mạnh mẽ từ những ngày đầu, cũng như nhận phản hồi không mấy tích cực từ truyền thông và người hâm mộ, vốn là một ca sĩ triển vọng với bệnh phóng thuận lợi, Hoài Lâm trong giai đoạn này gặp không ít biến cố tai tiếng, thậm chí bị đồn dùng chất kích thích khiến tên tuổi tuột dốc. Nhiều người chỉ trích Hoài Lâm khi cho rằng anh vì yêu mà sao nhãng sự nghiệp. Về phía Bảo Ngọc, cô cũng tâm sự mình chịu không ít áp lực trước khán giả vì mang danh là bạn gái Hoài Lâm. Năm 2018, Hoài Lâm chính thức tuyên bố giải nghệ 2 năm. Lý do nam ca sĩ đưa ra là bởi sức khỏe và tinh thần không tốt. Trong khi người hâm mộ rất hoang mang trước quyết định của Hoài Lâm thì người phụ nữ bên cạnh anh lại rất mực ủng hộ. Cuối tháng 11, một diễn đàn showbiz đăng tải tấm ảnh Hoài Lâm và vợ ăn tiệc mừng thôi nôi một bé gái tên Vi Lâm. Nguồn tin này đưa ra nghi vấn đứa bé là con gái đầu lòng của con nuôi Hoài Linh và cháu gái danh hài Bảo Quốc. Không ít ý kiến cho rằng, việc Hoài Lâm tuyên bố nghỉ hát 2 năm là để chăm lo cho gia đình yên ổn, rồi mới an tâm trở lại với công việc, rời cuộc sống showbiz. Hoài Lâm có cuộc sống yên bình bên cạnh vợ, giọng ca sinh năm 1995 thỉnh thoảng cũng nhận lời biểu diễn tại các sự kiện nhỏ, trong khi Bảo Ngọc lại kinh doanh online để lo cho kinh tế gia đình. Mới đây, Hoài Lâm dục dịch trở lại con đường nghệ thuật khi xác nhận biểu diễn trong live show của cha nuôi Hoài Linh, vẻ ngoài phong trần, bụi bặm khác với vẻ thư sinh trước kia khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Nam ca sĩ cũng tiết lộ thông tin mình đã làm cha của hai người con sau thời gian dài dự kín. Trở lại showbiz, nam ca sĩ còn luôn được bà xã Bảo Ngọc tháp tùng trong các sự kiện nhiều người nhận ra cặp đôi thoải mái hơn trước đám đông sau thời gian sống khép kín, làm bố ở tuổi còn khá trẻ. Hoài Lâm cho hay, thời gian đầu anh khá áp lực và stress một chút, nhưng đến hiện tại mọi thứ đang dần tốt hơn và nam ca sĩ cũng bắt đầu bắt nhịp để là một ông bố tốt.